xin chào tất cả các anh chị. Hôm nay mình tên là Toàn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người là trồng chậu hoa lan vàng 7 cây. Bước đầu tiên là mình sẽ chọn chậu và đường kính chậu để phù hợp cho 7 cây. Đường kính tầm 5 đến 70 cm. Bước đầu tiên chúng ta sẽ chọn lấy cây ngắn nhất. Ngắn nhất để mình cho lên đầu. Vì mình hay bị lộ bầu nên mình sẽ phải cắt đi cái đường miệng của bầu để mình trồng nó sẽ không bị lộ. Sau đó mình đặt giữa trung tâm giữa. Rồi mình ghim chặt nó lại. Bắt đầu từ cây thứ hai. Mình cho mình đặt ở bên tay trái, check tầm 30 độ. Và mình ghim chặt nó lại. Cây thứ ba thì mình chọn lấy cây và nó đều sang cây thứ hai, cũng check 30 độ về bên phải. Và kim chặt nó lại. Cây thứ tư mình chọn một cây cao nhỉnh hơn cây đầu tiên một chút. Nếu cây thấp quá thì mình có thể dùng xốp mình kê thêm một ít nữa cho nó cao vừa tầm mấy cái cây đằng sau này. Cây đằng sau bao giờ cũng phải nhỉnh hơn này. Với xốp không? Miếng dày dày không? Kia kìa anh em. Trong cái âu này. Đấy. Mình có thể kê một ít lên để cho nó tầm nhìn nó vừa. Rồi mình lại ghim lại. Cây thứ 5 thì mình lại đặt cao hơn. Mình đẩy xốp lên và cũng check 30 độ lại cũng về bên tay trái. Cây thứ 6 thì mình lại check về bên tay phải này. Nếu mà cây thấp quá mình có thể kê lên. Cây cuối cùng mình cho lên giữa này. Anh cho em xin một chút. Thank you.
xong mình ghim tất cả với nhau để cho nó có sự liên kết, nó sẽ không bị trôi. Mình bẻ thanh sách bằng chữ U, mình ghim lại bầu kết nối với nhau. Khi mình lên form rồi thì bây giờ mình kéo cây. Cây này bên tay phải này nó đang bị ngả nghiêng này. Đấy. Bây giờ mình đến việc kéo cây. Kéo làm sao cho về đúng cái hướng mà mình mong muốn. Mình sẽ cắt một đoạn tì thép. Rồi xiên một khoảng cách nào đó, một khoảng cách vừa phải rồi đâm xuống. Bẻ chữ L rồi kéo kéo cái bông bông hoa mình đang cần muốn đến cái điểm mình đến cái điểm mình muốn này. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình muốn muốn kéo cây này hơi sát vào đây, mình lại có một đoạn tí thép đâm về đằng sau. Đó. Mình cho cây nuôi về đằng sau một chút này, xong rồi bẻ chữ L chữ tí thép này, xong rồi mình dính bằng dính. Rồi mình sẽ chỉnh này. Chỉnh sao cho nó cân đối. Đấy, mình để chữ L này. Mình đã hoàn thành xong được cái form hoa này. Đây là form hoa chậu 7 cành. Còn trang trí đến khâu trang trí nữa. Trang trí nó có rất là nhiều cách. Mỗi một shop hoa người ta hay thường sử dụng như lá chanh này, dây gỗ này hay là vân vân. Còn mình thì mình dùng lá chanh và xịt sơn đồng để theo đúng tông màu vàng cho nó đẹp. Mình cắm vào những cái chỗ lỗ hổng này để cho nãng hoa cái mặt tiền nó được dày dặn hơn, nhìn nó không bị trống. Mình sẽ cắm vào những cái lỗ hổng này. Ok, đây là xong cái phần mình cho thêm lá chanh. Sau đó mình tiếp theo mình cho thêm quả thông. Quả thông này mình sẽ chọn quả thông cũng màu vàng nhé, là đi theo
tông của màu hoa. Mình sẽ đặt chính giữa để lấp đi những cái chỗ trống. Sau đó mình sẽ chọn dây gỗ đã làm sẵn này. Dây gỗ đã làm sẵn. Clip sau mình sẽ giới thiệu hướng dẫn về làm vòng tròn gỗ. Mình sẽ đặt đúng vị trí và làm sao nó cho nó thích hợp với lại chậu hoa. Mình chọn vị trí bên tay trái. Mình sẽ chọn hai vòng tròn. Đấy. Bên tay phải này mình sẽ dùng hai dây gỗ và bên tay trái mình sẽ dùng lườm bằng lơ. Tiếp theo đến phần nơ. Mình nơ đã được làm sẵn, mình sẽ chọn màu cam đất. Đấy, để cho cái màu hoa vào cho nó sống động hơn. Mình sẽ chọn bên tay phải. Mình buộc chắc vào đây. Rồi mình sẽ cắt đuôi nheo. Xong mình đã hoàn thiện xong cái sản phẩm chậu vàng 7 cây. Đây là sản phẩm tôi vừa làm xong, chậu 7 cây màu vàng. Nếu các bạn cảm thấy hay sẽ cho mình lượt like và chia sẻ trên trang cá nhân để mình lấy động lực để mình ra tiếp video phục vụ các bạn nhé. Chào tạm biệt.